gà hấp xả nha bà con. À, gà luộc xả chứ, món hấp này luộc. Hai chiều bà cái đùi thầy kính này lên đánh cho chó ăn đi, tao mà giúp được. Nó không qua hồi chứ nó dặn mà cái giống gì. Nó dặn hờn gì. Tôi thì dứt tước rồi. Xin bỏ ra đây nắp lại cho ngày mai hôm qua không cho chó ăn. Để sát khuẩn cái. Sát khuẩn này. Cắm chầm chéo à, bà con. Xé cái đùi chừa cho nó hoài đi. Xé nguyên cái đùi bự bự. Xé cho miếng ăn là xé lên trên luôn. Thả cam luôn. Xé cái đùi, rắc ở tới đây luôn nè. Quá lắm quá. Lắm lắm. Chỉnh ơi, gà này non mà. Cắt được không? Được. Lấy cái tô ra đây bà. Dạ. Thấy bệnh. Ok.